Hello, kính chào quý vị. Thì video này Hello hướng dẫn cái cách xỏ chỉ của cái máy dắt xỏ hiệu này nè. Thì đây là máy dắt xỏ của Nhật. Nó chỉ bị một cái tội đó là nó sản xuất từ lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ mấy mươi năm vẫn chạy tốt. Cho nên là gần đây lúa gửi cái máy này đi cũng nhiều lắm. Thì lúa nhắc tới nhắc lui á, là cái máy dắt xỏ á, khi mà mình nhận cái máy á, mình hay là mình mới mua về á, thì người ta xỏ chỉ sẵn cho mình nè, thấy không? Người ta xỏ chỉ sẵn cho mình nè, thì mình chỉ có việc là lắp cái máy vô xong, mình khoan á làm cái gì hết, mà mình phải nghiên cứu, mình phải học. Mình học cái máy này nó có 3 chỉ thôi, thì mình phải nghiên cứu là sợi chỉ nào nó đi tới đâu, rồi sợi chỉ nào là móc trên hay là móc dưới, sợi chỉ nào là sợi chỉ kim, rồi xỏ nó từ đâu, xỏ nó là số 1, số 2, số 3, xỏ từ đâu là đâu. Mình chụp hình lại hay là mình vẽ ra giấy hay như thế nào, để làm chi? Để khi mà nó đứt chỉ mình xỏ lại đúng cách thì chỉ nó mới ra đẹp được như vậy, thấy không? Nếu mà mình mua cái máy vài chục triệu đi nữa mà xỏ chỉ không đúng thì nó cũng không có ra được cái đường vắt xỏ đẹp được. Thì có một em ở Tây Ninh, lúa gửi cái máy về nhưng mà chưa kịp làm cái gì hết á, thì nói là cái vùng đó là nó có con này con kia á, nó đu reo, nó làm cho đứt chỉ. Nhưng mà ngay cái lúc mà lúa không có ở nhà cho nên là lúa không có hướng dẫn xỏ chỉ được. Thì bây giờ lúa làm cái video để sẵn đây, để những ai mà có cái máy giống như vậy nè, có cái máy giống như vậy á, thì mình lăn tăn, mình thắc mắc, mình không biết xỏ chỉ kiểu gì, thì có cái mà để mọi người nhìn ha. Thì bây giờ nè, giả sử như là không biết gì hết đi, thì cái máy nhận về là thợ người ta xỏ chỉ sẵn như thế này. Thì bây giờ mình mở ra mình nghiên cứu ha. Đó, mở ra mình nghiên cứu nè. Rồi mở cái bên này, mở cái nắp bên này ra, thấy không? Đó, mình mở bung hai cái nắp ra. Rồi nhớ là cái chân vịt này là lấy ra lấy vô được á, thì kéo cái cò này lên, kéo cái cò này lên để lấy chân vịt ra. Thì nhớ là quay kim lên hết rồi mới kéo cái chân vịt được. Lúc đưa chân vịt vô cũng vậy, mình nhớ là mình quay ra hết. Thì bây giờ mình nghiên cứu nè, mình nghiên cứu coi sợi chỉ nào là sợi chỉ móc trên, sợi chỉ nào là sợi chỉ móc dưới, rồi sợi nào là sợi chỉ kim. Rồi bây giờ mình xác định nha. Trước tiên là mình xác định cái nào là chỉ trên, cái nào là chỉ dưới. Thì cái chỉ trên là khi mình vắt đi tới nè, thì cái mà nó nhảy qua nhảy lại nè thì gọi là móc trên đó. Rồi cái mà nó nằm ở dưới nè thì nó nhảy qua nhảy lại nè thì đó là chỉ móc dưới. Còn cái chỉ kim là cái chỉ mà nó chạy dọc theo cái mép này nè, cái mép trong này nè đó. Một cái đường chỉ dắt xỏ đẹp là nó như thế này, thấy không? Đó, cái chỉ kim nó không có chặt quá, và cái chỉ móc trên nè đó nó vừa đủ nè, nó vừa ôm mép nè, không thừa không thiếu ha. Chỉ dưới cũng vậy nè, đó, chỉ dưới cũng vậy nè, cũng không thừa không thiếu nè đó. Rồi cái chỉ kim nè nó vừa phải, nó không có siết, nó không có rút nhiều quá,
thì đây là một cái đường vắt sổ tiêu chuẩn, một cái đường vắt sổ chuẩn đẹp đó. Nó đầy chỉ, nó ôm bờ, nhưng nó không có làm cho cuốn cái mép giải, thấy không? Thì đây là đây, mình bây giờ mình không cần biết gì hết, mình cứ ghi nhớ đây là cái đường chỉ vắt sổ đẹp tiêu chuẩn đó. Còn nếu mà nó không giống như vậy mà nó khác khác cái gì đó thì là nó không chuẩn. Thì đơn giản á, là mình chỉ dặn vô mở ra mấy cái đồng tiền này thôi đó. Cái này là mình siết vô hoặc là mình mở ra điều chỉnh cái độ ép nhiều ít hai cái đồng tiền này, nó kẹt cái sợi chỉ lại, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi thì bây giờ mình xác định là cái chỉ kim là cái chỉ số 1 đi, gọi là cái chỉ kim là cái chỉ số 1 đi. Thì đầu tiên cho nóng chỉ nó đi xuống, nó đi qua cái cần này, đi qua cái bát này, rồi đi vòng qua cái đồng tiền, rồi xỏ vô cái lỗ này, rồi nó đi qua cái ống này, thấy không? Rồi nó sẽ nằm giữa cái lỗ này nè, thấy không? Đó, thấy nó nhúc nhích không? Rồi nó lại đi xuyên qua đây nè. Đó, nó lại đi xuyên qua đây nè, đi xuống cái bát này, thấy không? Đi xuống cái bát này. Tại sao cái bát này có hai lỗ là bởi vì nguyên bản là cái máy này là cái máy 4 chỉ nha mọi người. Nhưng mà cái này chế lại là chỉ còn 3 chỉ thôi. Nói chung là bỏ chứ không có chế cái gì hết á. Nói chế là nhiều khi nhiều người nói nghĩ nó nặng nề là nó hư hay nó cái gì đó, chế rồi thêm bớt cái gì đó, nó nặng nề. Đại khái là bỏ một chỉ ra đó. Cho nên là nhìn thấy cái chỗ này nó trống nè, nó không có cái đồng tiền nè. Đúng ra là ở đây nó phải có hai kim đó, nhưng mà ở đây là chỉ có một kim thôi đó. Nó chỉ có một kim, thấy không? Thì bây giờ đi xuống cái bát này nè, đi xuống cái bát này xong rồi đi tới cái kim đó là xong chỉ kim. Rồi bây giờ đến cái chỉ số 2, thì lúc gọi cái chỉ này chỉ số 2 đi, thì cái này là chỉ trên nè đó. Nó đi qua đây, đi qua đồng tiền, đi xuống đây, thấy không? Đây, đi xuống đây, xỏ vô cái bát này, đi xuống đây nè, đi xuống đây nè, vô cái bát này, đi ngược lại cái bát này, rồi đi qua cái này, mọi người thấy nó nhúc nhích nè, thấy không? Đó, ở đây nó có hai lỗ nè, cái chỉ trên là nó nằm ở cái lỗ trong, rồi nó đi thẳng lên cái ống này. Đó, đi thẳng lên cái ống này, xong rồi xỏ vô cái đích của cái móc nè. Đây là cái đích của cái móc nè, thấy không? Đó, đi qua cái ống nè, xong rồi đi lên cái đích của cái móc nè, rồi nó chui ra đây, rồi ở đây là mỏ móc nè. Đó là kết thúc. Thì cái móc nào nó cũng có cái rãnh nè, để sợi chỉ nó nằm vô trong cái rãnh nè. Thì cái quan trọng là mình xác định nè, mình xác định sợi chỉ nó đi qua cái lỗ trong, xong đi qua cái ống này, cái nó chui vô cái đít của cái móc, thấy không? Đó, nó chui vô cái đít của cái móc vậy thôi. Rồi đến chỉ số 3 nè. Đó, từ trên đi xuống, đi qua cái bát, đi xuống đồng tiền, đi xuống cái lỗ này, rồi đi qua cái bát này đi thẳng qua đây, thấy không? Đó, đi thẳng qua cái bát này, xong rồi nó nằm giữa cái này, cái đánh chỉ này nè, đây nè, thấy chưa? Đó, nó nằm giữa cái đánh chỉ này, đi qua cái lỗ ngoài. Cái này, chỗ này nó có hai lỗ, lỗ trong là của chỉ trên, lỗ ngoài của chỉ dưới. Rồi đi qua cái này, rồi xong rồi nó chui qua đây, nó chui xuyên qua đây nè, nó chui xuyên qua. Thì trong này nó cũng có cái ống nè, đó, nó đi ra đây. Xong rồi nó lên đây rồi nó chui qua cái lỗ này, nó gặp cái móc bên này, đây cái móc này nè, thì mình mà quay qua bên này nè, quay qua bên này mình mới thấy.
đây, nó thuận bên đây là mọi người dễ nhìn nè. Bây giờ nó đi lên đây, nó chui vô cái ống này, thấy không? Chui vô cái ống này, nó đi xuyên qua, nó đi xuyên qua nè. Đó, nó đi xuyên qua, nó gặp cái đầu móc này nè. Nè, cứ quay cho mọi người nhìn này ha. Thấy không? Thấy cái chỗ này không? Đó, thì cái đầu ống mà nó chui từ bên này qua bên đây nè, nó vừa chui ra khỏi cái đầu ống là nó gặp cái lỗ đầu móc ngay đây luôn, là nó không, cái móc dưới này là không có cái lỗ nào ở dưới đít này ha, mà là nó xỏ vô trong cái đầu móc này luôn. Đây, nó vừa ra khỏi cái đuôi ống nè, cái đuôi ống nó nằm dắt từ đằng trước này sau nè ha. Đó, nó vừa chui ra khỏi cái đầu ống này là nó chui vô trong cái lỗ của cái đầu móc luôn, thấy không? Đó, nó quay nè, thấy không? Đó, nó dễ thôi mà. Rồi đó, thì là mọi người làm ơn làm phước như lúa nói đó, thì khi mà người ta giao cái máy cho mình là người ta xỏ chỉ đàng hoàng nè, xong rồi người ta túm cái đầu chỉ người ta quấn vô đây để cho nó đừng có bị rối đó. Thì về nhà, nhất là mấy đứa nhỏ đồ đó, nó hay nghịch ngợm nó, thì dặn nó đừng có tới cái chỗ cái máy mà nó quậy phá. Rồi như cái nhà mà nhiều cái con gì đó, nhiều những cái con gì mà nó đu đeo đồ, nó làm cho đứt chỉ đó, giống như cái em ở Tây Ninh này nè. Thì nói tóm lại là do cái em này bận quá, cho nên là mấy cái con đó nó đu đeo lúc nào không biết, thì nó làm cho đứt cái sợi chỉ này đó, nó làm cho đứt cái sợi chỉ móc trên này. Thì em này gọi ngay cái lúc mà lúa không có ở nhà, mà gọi qua Zalo á thì không có nhìn thấy được, do mạng nó yếu, nó chập chờn, nó đứng hình hoài, đâu có nói năng gì được đâu. Đó, cho nên là lúa làm cái video này để lại đây. Đó, rồi cái máy này á, là tháo vô ốc này ra, đổ dầu vô. Thì ở trong này nó có hai vạch. Đó, nhìn sâu ở xuống đáy á, lấy cái đèn soi mới thấy nó có hai vạch. Thì vạch dưới với vạch trên, thì mình đổ dầu làm sao cho nó vừa chạm cái vạch trên. Ở trong đó nó có hai cái vạch màu đỏ, nó nằm ngang kiểu này nè. Đó, cái dưới cái trên. Mình soi đèn vô trong cái đáy đó, cái đáy của cái đồng hồ này nè. Mình nhìn đó, thì mình châm dầu nó vừa chạm cái vạch trên thôi là được rồi. Thì đó, cái máy này lúa cũng còn hai cái ha. Lúa còn hai cái thì ở video sau lúa sẽ hướng dẫn mọi người, nếu mà những người làm nghề chuyên nghiệp á, những người làm nghề chuyên nghiệp á, thì nên mua một cái máy này, chứ đừng có dùng cái máy vắt sổ gia đình, nó chịu không nổi đâu. Thì cái máy này á, mình có thể xài motor lớn, hoặc là motor tiết kiệm điện, hoặc là cái motor tiết kiệm điện theo kiểu của hai lúa, thì nó sẽ bằng một nửa giá tiền của cái motor tiết kiệm điện kia. Thì video sau lúa sẽ nói rõ cho mọi người thấy từng loại motor. Rồi cái này mình đặt trên cái bàn mini á, nếu mà nhà chật đồ quá đó, mình đặt trên cái bàn mini á, mình rinh tới rinh lui, bê tới bê lui thoải mái đó, thì là được hết. Chứ nếu mà mình làm nghề chuyên nghiệp mà mình vắt sổ hàng ngày đó thì phải dùng máy công nghiệp ha. Tuy là cái này là cái đời máy nó xưa cũ lắm rồi, nhưng mà nó là máy Nhật, mấy mươi năm vẫn chạy tốt. Rồi cộng thêm nữa là bây giờ thợ người ta kiểm tra, người ta chỉnh sửa ngon lành lại để mình dùng, thì nó không có vấn đề gì ha, cứ an tâm mà dùng. Sẽ có một số cửa hàng bán máy may, hoặc là sẽ có một số thợ sửa máy may, người ta sẽ nói với mọi người là cái máy này bây giờ chỉ là bán ve chai thôi
ha, bán ve chai cho những cái người không biết dùng, hoặc là những cái người mà thôi nói nó đụng chạm. Nói tóm lại thì cái đầu máy của Nhật sản xuất mấy mươi năm thì bây giờ nó vẫn hoạt động tốt và bình thường ha mọi người ha, cho nên cứ an tâm mà dùng thôi. Hello, tạm dừng video tại đây.